Doom dành cho bên phía của OG rồi. First pick một con Doom, khả năng cao là con Doom này sẽ là người chơi ở vị trí offlane thôi. Tôi nói anh em nào chưa like thôi, anh em cứ phải kiểu giật thột làm gì nhở. Vâng, Rubick dành cho Digma. Trong khi đó thì OG lựa chọn là Enchantress. Những con hero đi lên cực kỳ khỏe. Trong khi đó Nygma lựa chọn Rubick khi đối phương có Doom. Có một con Rubick để counter con Doom này. Thật ra thì Rubick trong tay của GH là một thế lực rồi nhá. Kiểu ấy cứ nghĩ là kiểu cao tờ Doom ấy là em lại nghĩ đánh hiểu. Kiểu đánh xong rồi cứ bị kiểu mình là Doom nhưng mà team mình lại bị hai thằng bị Doom ấy. Ôi nghe là tiêu dã man. Nếu mà muốn muốn cao tờ lại Rubick thì Doom không dùng Doom nữa anh em nhá. Đấy là cách cao tờ dễ nhất. Chứ với cái tầm rank bây giờ thì anh em mà để gọi là dùng Doom mà không bị cướp thì hơi khó. Doom này là mình nghĩ của sếp anh em ạ. 10 Thật mà không dùng Doom đấy để chống lại Rubick. Không dùng Doom để chơi. Nghe kiểu ui, pick một con Doom ra ấy để Hoặc là Doom của Rubick, hoặc là Doom Rubick, nhưng mà trong combat anh em không mở thấy mặt của Rubick luôn. Tôi thề với anh em là bây thế. giờ chả có một lý do gì khiến con Rubick nó phải lộ mặt khi mà Không chưa bao thấy con giờ Doom thấy đâu luôn. cả. Nếu mà thấy thì ở trong rank tầm 3-4k thôi nhá, còn cái tầm hiện tại bây giờ không bao giờ thấy luôn nhá. Sủi Đến rất em con nhanh. Rubick nhá, em sẽ auto trốn bởi vì con Rubick là con rất quan trọng. Nó là một cái disable cực kỳ Chính khỏe. xác. Bây giờ mà lại bảo là Doom đi tìm Rubick để Doom thì Chắc thôi. chắn là không dùng. Chứ trong Hoặc combat không, mà hoặc là ít tìm. nhất cũng phải nghe thấy cái tiếng spell steal đã rồi mới dùng Doom. Nhưng mà không bao giờ nó spell skill Đúng trước rồi, để chẳng có lý do gì nó spell steal cái khác vấn đề cả. nó là như thế. Ban đi một Terror Blade tới từ bên phía của OG. Nygma thì họ lựa chọn đó là con Green Ranger của Sắc-xa rồi, tôn trọng đối thủ. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Thật ra thì cái việc mà Doom bây giờ ấy, các bạn bảo là Radiant Doom xong bật team lửa ấy, nó rất là khó bởi vì back. Doom sẽ tiếp cận combat bằng cái Scorched Earth để gây cái khoảng cách sau đó sử dụng Doom. Với cả là cái animation của Doom nó vừa giơ tay lên thì Đúng con không? Rubick có thể hoàn toàn cướp được luôn. Cái animation của Rubick nó tốt hơn, còn cái Cái animation spell seal nó rất là nhanh ấy. chính xác. Nó không Cái có cái cast point Castboy có Castboy nhưng mà chỉ là 0.1 thôi. rất là thấp. Bây giờ anh biết phải làm sao không? Doom lên Lincoln. Tránh bị Doom gì đâu, hoặc là lên Lotus Orb đi thẳng vào. Được không? Con nào lên Lincoln. Con Doom lên Lincoln hoặc là lên Lotus Orb. Thì Lên Lotus Orb sẽ không bị spell nhưng steal mà đúng nó giật. không? Nó giật thì nó cũng không cướp được đúng không? Nhưng Bây giờ mà với cái tầm con lên Doom, Lotus, lên Lotus, lên Lotus đi vào là tự tin rồi. Đúng không? Lotus vẫn cướp được Lotus spell chưa? không spell steal được. Đấy là nếu dành cho ai chưa biết thì Lotus sẽ không spell steal được. Anh không chơi Rubick nhiều lắm nhưng mà anh không biết cái điều đấy. Đúng ra Lotus orb như anh super hiểu các bạn ạ. Doom lên Lotus orb thì sẽ không bị cướp spell steal. Chắc chắn là như thế. Tôi bị nhiều rồi tôi biết. Mình thì không chơi Rubick nhiều nên mình không biết. Đấy bây giờ thì anh biết rồi nhá. Căn Chắc bản chắn là không cướp là được. anh em chơi Dota 1 anh em biết là cái hotkey ấy, mình dùng cái hotkey là Q à, Q ấy, nên mình không chơi được con Rubick này. Nên không bao giờ động vào con Rubick này. Còn Invoker chịu, hai đấy chịu. Chơi Legacy nhưng mà lại để Hotkey là Q. Chịu, anh chịu luôn, chịu 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 chịu. Tếu táo thật sự. Còn Zacro thì chơi được nhá, cái Zacro thì mình bỏ qua cái Q đấy đi, còn Invoker với con Rubick thì chịu. Quay trở lại cái trận đấu, AM bị ban đi từ bên phía OG, họ ban đi hai HC carry rồi. Hai con HC Nhằm carry rất mạnh ở phiên bản này, Terror Blade cũng như là AM. đúng rồi, nhằm vào vị trí của Miracle đấy. Hôm qua cái Miracle cầm con Terror Blade rất là hay, bắn cả thế giới. Anh em nói đúng là Rubick có thể đi mid được, nhưng mà với cái phong cách của Giha thì mình nghĩ là không 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 cầm Rubick đi mid đâu. Họ có GS ở trong đội hình mà họ phải Đây đánh rồi, một con đây. Rubick.
ở vị trí mid chăng? Vẫn là một con Viper. Viper thì Guiha là tín dụng rồi. Ai lại nói là không có khiếu chơi pháp sư? Guiha anh ta còn chơi được cả Invoker cơ mà. Chùm thợ Invoker đấy. Invoker. Nhưng mà dạo này không thấy cái đánh rồi. Bị đánh, bị đập cho nhiều phát rồi thì chả rén. Chúng nó gõ cái cho tầm, có gì con đâu. Anh em không nhớ cái tầm Guiha đánh cho Secret dưới tay của Puppy à? Dạ mà thợ Guiha, thợ Invoker, thợ cả một con Mippo nữa. Đợt đấy là gánh Isama lên vô địch cả bây giờ đang hoa. Đùa đâu. Nhưng mà Invoker thì thật ra cũng đã bị ban đi từ bên phía con Nigma rồi. Thật ra cái con mà cái hero mà mình nhớ nhất thì chắc chắn là con Wind Ranger của Guiha. Wind Ranger hoặc là Sky. Wind Ranger và Sky. Sky có con cầm Sky cái tam trong cái game 1 trận đấu giữa gì nhở? Digital Chaos và Wings Gaming. Game đầu đấy mình nhớ là mình đang ở trên em đang ở trên chùa gì nhở? Ở trên Tây Thiên, chùa Tây Thiên. Lúc đấy là em đang đi theo mẹ ở cái khóa tu kiểu mấy ngày ấy. Là em ở trên Tây Thiên, em phải thuê 3G để xem trận chung kết TI. Anh thấy có khổ không? Fateless Void dành cho OG. Vậy là một con Void dành cho Mick One. Anh nghĩ là game 1 là trêu đùa thôi, chứ pick một con Mipu đi xếp là trêu đùa đâu, họ đấy là cái chiến thuật của họ đấy. Nhưng mà không quá khỏe. Cái ý của anh em mình bảo là không phải là Guiha không đánh, đánh được Rubik mà là có nghĩa là anh ta không muốn cầm con Rubik để đi mid, chứ không phải là đánh không đánh được Rubik. Là thôi anh em hiểu thì nhầm rồi. Nói chung là nói chuyện với anh em cái chat thì cũng có vài cái anh em nói thì không không rõ mục tiêu là ai. Tuy nhiên thì thật ra thì về player ấy, mình nghĩ là có những player thì họ con gì họ chả biết chơi. Nhưng mà đôi khi thì không phải là hero thuận tay ở đúng giữa ấy. Đánh rank thì đánh con nào chả đánh được. Slada là rank này nữa. Nhìn Slada anh biết em nhớ được cái gì không? Mình nghĩ sẽ pick một con PA. Cái bộ đôi combo PA với Slada rất là khỏe. Arc Warden dành cho top sun rồi. Arc Warden à? Lâu lắm rồi tôi không thấy con hero xuất hiện. Top sun thì đánh con này rất là nhiều, khá nhiều. Top sun đánh con này nổi tiếng luôn đấy, thương hiệu đấy. Nhưng mà dạo này thì không thấy pick. Đánh rank thì mình vẫn thấy pick. Ban đi NP tới Nigma, còn OG thì sao? OG ban đi Brute Mager. Nhìn con Slada này mình nhớ đến anh em nhớ đến cái trận đấu gặp Alliance không? Bế Miracle. Bế Miracle đi thẳng xuống đất luôn. Một thẳng đường thẳng vào mid mà. Thua luôn thì anh em đưa được tranh 15k network. Mình nhớ là không nhầm như thế. Trận đấu rất là đáng nhớ luôn đấy. Super Hiếu thì sẽ nghỉ trong khoảng một tháng ấy các bạn nhé. Nói chung là anh Hiếu chắc là có việc bận ở gia đình thôi, mình không rõ lắm, tại là mình không nói chuyện với anh Hiếu. Radiant Team ban đi Ursa Warrior từ bên phía của Nigma rồi. Doom thì không phải là đối thủ của Ursa ở lane. Chính xác. Với cả một con Ursa mà chém vào những cái trừ amo của Slada thì và đặc biệt là cái con Enchan ấy. Như một giây. Cái con Enchan gặp Usa ấy thì thôi. Bỏ đi. Nói chung là bọn mình dạo này cũng rất là buồn vì một số cái thông tin như kiểu là những cái ca Covid mới tăng. Tất nhiên là ai cũng không thích cái việc này xảy ra. Mà thật sự là nó ảnh hưởng công việc bọn mình nhiều quá. Anh em lại còn kêu là Super Hiếu bị cách ly nữa thì bọn mình thở làm sao được. Nigma họ ban đi hero gì đây? OG đã ban đi một con Ursa rồi. Mình thấy một con PA được open nha. Con PA khá là ngon. PA thì thật ra là quan trọng là cái tốc độ farm của Miracle anh ta tới đâu thôi. Cái bộ PA với con Slada này hoặc có Lifestealer cũng là ok, nhưng mà không biết có sẽ có pick Lifestealer cho cổ không đây.
anh ta sẽ muốn pick gì con mình cho mình, con gì cho mình. 10 seconds remaining. Đây cô đang cầm Captain mà. 5 seconds remaining. Radiant team pick. OG Brewmaster. Vậy là con Doom này sẽ đánh ở vị trí sub 4, sẽ sát xa. Thật á? Ừ. Sếp sẽ cầm sub 4 á? Brew. Sếp cầm Brew. Sếp cầm Brew nghe. Anh bảo rồi, trận này không thả đâu. Như hôm qua là luôn dành lượt last pick cho sếp mà. Hôm nay cũng last pick sếp luôn này. Thế này sếp luôn được là người last pick mà. Game trước là... Bởi vì Mỹ quan này anh ta không quan trọng lắm. Game trước thì là second pick luôn đấy. Đấy, mình đoán chuẩn không? Enigma. Một con PA mà. Top Sun, Arcwarden, Saksa cầm Doom support số 4. Và Brewmaster trong tay của sếp mà thôi. Enigma, Miracle, một con Phantom Assassin. Mai còn cho Slada, Weeha cầm Viper. Chính xác hơn là một con Viper ở khu vực đường giữa. Và Ramoner sẽ có cho mình Clockwork support số 5. Và GS God cầm cho mình Rubik ở vị trí support số 4 mà thôi. Chúng ta cùng chờ xem. Bên phía bên kia thì Mid One Phalanx Void, Top Sun Arcwarden, Sep cầm Brewmaster và có đó là Nothale, Enchantress. Em dự đoán game này sẽ là ai team nào giành chiến thắng. Thực ra thì em khá là thích cái con Viper này. Nhưng mà thật sự thì lineup của OG cũng rất khỏe mà. Chính xác, lineup của OG nhìn khỏe lắm ấy. Khỏe hơn đấy. Nhưng mà ấy, đánh đến một thời điểm ấy, sẽ có lúc mà Enigma họ rất khỏe. Khi mà con PA nó đủ đồ để chơi. Gần như là nếu mà anh ta may mắn thì những con hero như kiểu là Arcwarden chưa kịp phản ứng gì đã lăn ra chết rồi. Mấy con cổ game này nếu có đồ ấy đúng thì không? Hoàn toàn giết người dễ dàng. Mấy cái trừ Amo, Isalada. Nhưng mà để xem game này anh ta được free farm hay không. Bạn Băng cứ cố gắng comment cái có dấu chấm nó, con bot nó sẽ hiểu nhầm thành link nhá bạn nhá. Và nó sẽ ban bạn thôi. Nên là đừng comment chấm, hãy chấm xong rồi cách cái tên RMN ra thì mình hiểu được ý của bạn mà. Nhưng mà nếu mà bạn viết liền thì nó sẽ hiểu là một cái link và nó sẽ ban bạn trong một giây. Khổ hơn cái ông bạn Băng này cứ cố gắng comment một cái tên xong bị nó con bot nó ban ạ. Cứu dã man. Đây rồi, chúng ta sẽ cùng trở lại với cái trận đấu thôi. Quay trở lại trận đấu thôi anh em. Có anh em cứ hỏi Kuroki, Kuroki là đang bị chấn thương tay, nghỉ giải này nhá anh em nhá. Nên RMN khoát sẽ đánh stand in cho. RMN sẽ đánh thay Kuroki giải này. Theo thông tin của mình như vậy. Thế hôm nay cảnh sát kiểu bị khổ dâm hay sao ấy, kiểu cứ cố để bị con bát bon ban thử một lần đấy. Chị ngờ boss này nào. Nhìn set của Weeha kinh dã man ấy, đúng kiểu con này con gì em nhìn thấy con này con giống con muỗi không? Con này á, nó không phải là con muỗi. Muỗi chúa. Con này nó là con. Thôi nói chung em ghét côn trùng lắm. Đừng nhìn, có miêu tả côn trùng cả em. Thấy ghê rồi đúng không? Nhìn nó đã ghê rồi. Nhất là còn mấy con có lông kiểu con nhện ấy. Ui cảm giác hồi ở bên Úc không kiểu thấy mấy con nhện nó kiểu nó lọt được vào trong nhà. Ui ghê ấy. Có anh em pin hỏi là năm nay có TA. TA gì cái tầm này nữa anh em. TA gì tầm này. Tầm này sau thì, nhá. Năm nay chỉ có V-League thôi. Mà V-League hình như là cũng mới bị hoãn rồi. Đây rồi, có rất xét ra và ai là người nhanh tay hơn. Mid One là người nhanh tay hơn, nhưng mà No One mất, chính xác hơn là No Tail, anh ta mất rất nhiều máu. Mid One giờ sẽ phải lùi về mà thôi. Mai Control sẽ là người đi bot, cùng với đó là vị trí của Sep. Ba rune dành cho OG, lợi thế một chút. Miracle sẽ chủ động di chuyển lên top, đi lên với con Phoenix Void này, không muốn đi lên với con Panda. Chip top, triple lane dành cho các thành viên bên phía của team Enigma, bảo kê cho Miracle.
vì con PA này đi lane của con Panda hơi thọt, hơi yếu chứ đúng không? Hơi yếu. Con Panda lên khá là khỏe đấy. Thật ra thì xếp cho Miracle đi cái lane này thì liệu để cho RMN di chuyển xuống bot có là hợp lý hơn không? Khi mà cảm giác như là thật ra một mình Rubick cũng là đủ có thể cover trong con PA rồi. RMN đang lên đây chiếm một cái lợi thế một chút đầu game. Chứ tí nữa sẽ đi roam xuống thôi. Mid One mất khá nhiều máu, có Doom di chuyển lên top rồi. Và giờ thì Mid One buộc phải sử dụng mình cái walk nửa cây máu rồi này. Sắc xa di chuyển lên nhưng sẽ không có quá nhiều áp lực đâu. Cái lane này thì Mid One sẽ cần một cái stick để đi lên với PA. Đơn giản hơn rất nhiều. Thì con PA này dùng cái dao của găm của nó rất là nhiều anh em ạ. Đây thì bắt đầu dí vào người của Notale này. Notale mất khá nhiều máu, có giật xét từ sắc xa. Đây sẽ là một cái skill harass rất đau, tuy nhiên hơi tối mana một chút. Nếu mà anh em chơi Dota mà đi cứ thấy con PA này, đi lên con PA này anh em cứ mua thẳng cái stick cho tôi. Đi lên rất là dễ dàng. Sắc xa bắt đầu dí vào, có thêm đó là dịch dịch rồi. Sắc xa sẽ chưa chết được đâu nhưng Mid One lao vào để làm gì đây? Buộc phải sử dụng Time Walk để lùi về rồi. Con tổ lóc ở những tay vào đầu nó khỏe kinh khủng đấy. Một con hero mà nó bị bệnh luôn chứ không phải là một con hero khỏe nữa. Con Doom thì đầu game rất là yếu với cái lượng armor không có, armor bằng 0. Nhất là một con Doom lên cho mình Devoa thì lấy gì ra mà đánh nhau. Đúng rồi. Đây rồi, cái lane nó đã trở nên cân bằng hơn khi có thêm một con cà chua. Cái lane bot con này khỏe. Con này thì chắc chắn là khỏe. Con này khỏe. Con này khỏe hơn một con hero. Đấy là điều chắc chắn. Đầu ui, khỏe lắm. Một dập rồi, Miracle đang cố. Hết mana rồi. Hết mana rồi. Nhưng mà Sắc xa ơi, anh ta bị dí theo và đó là first blood dành cho GS God. Nhấc được lên vị trí Notale nữa và Notale cũng phải nằm xuống luôn. Thêm kèm vào đó là một cái hai mạng bỏ tên lửa của RMN. Hai mạng dễ dàng dành cho bên phía con Digma. Cái lane này không ổn rồi. Có vẻ không ổn dành cho OG. Sắc xa với một con Doom level 1 nó yếu lắm. Regen không quá nhiều và đồng thời là không chạy có chậm. Vừa chạy chậm vừa yếu. Không có tốc độ chạy để có thể chase đối phương nữa ấy. Cố gắng giờ là đi stack thôi. Mà xịt thì phải. Xịt. Có vẻ như là xịt. Xịt. Miracle vẫn đang là người farm top trên bảng xem ạ. Last hit deny. Ba người đều của team Nigma đều farm đầu bảng nha. Nhưng mà Miracle thì mình nghĩ là anh ta cần có. Cái lane bot thì Panda hơi thua. Đi với con Slada, có skill 3. Bây giờ em đố một con Melee ở đi với con Slada này ngoại trừ. Rất khỏe. Cùng lắm là ngoại trừ Usa đi. Timber. May ra. Trước level 6. Sau level 6 thì tùy. Và PA ở đây có lại không ăn được con gà. Ăn được rồi. Có một con đệ búp tốc chạy. 150 gold dành cho cả team. Một chút lợi thế. Tuy nhiên hãy nhớ rằng Miracle người ta đã lấy xong đồ rồi. Vì game là một cái là... mini bounty. Nói gì nhỉ? Thật ra thì Miracle cái lượng mana hiện tại của anh ta có thể đánh nhau được với bên đối Digma đấy. Thì với Digma hoàn toàn có thể đánh được với lượng mana này. Tuy nhiên là cái giật set của Sắc Xa là hơi khó chịu. Mid One vẫn đang muốn đấm vào RMN ở đây vì anh ta tận dụng được cái time walk của mình. Phải bấm stick lên rồi. Bắt đầu dí theo Mid One, time walk đi. RMN cắn cả bình máu to lên nữa và time dilation để quay ngược trở lại khi có sự có mặt của Notale. RMN liệu có chết không nhở? Có thêm Enchant ra rồi, bây giờ anh ta bật cho mình đó là Batteria sau lên. Sắc xa bị dí vào và nhảy vào nào thêm cả tên lửa nữa. Mid One vẫn đang dí theo người của Miracle và Sắc xa thì bật cho mình đó là cái Scorcher lên. Không họ bán. Muốn ăn vào mạng của Sắc xa, bật stick lên nào. Sắc xa bị nhìn thấy rồi và đó là cái mạng dành cho anh chàng GS. Mid One quay ngược trở lại, anh ta phải walk đi thôi, vẫn còn stick. Nhưng Notale thì sao? Notale bị chém vào là rất đau. Nhưng mà liệu có đủ đam để kết thúc anh ta hay không? Đây RMN còn muốn lao vào làm gì nữa? Thêm một quả tên lửa để lấy sai và Notale chắc chắn phải lên bảng. Dí vào người của GS ở đây. 2-1. Mid One cắn stick và GS vẫn đang là người chạy được ở đây. Chúc kinh là khá khó chịu và thêm một lần time dilation nữa. Rồi sẽ là đánh một hit chăng? Không đánh đâu để không lộ sai. Mid One bị dí vào và Batteria sau. Suýt chút nữa thôi thì Mid One đã phải lên bảng đếm số rồi. Còn hai chặt stick và thêm một con dao. Ui, một hit nữa thôi và Mid One lên bảng đếm số dưới tay của Nigma.Miracle. Notale thì cố gắng làm một cái điều gì đó ở đây nhưng Miracle liệu có chết được hay không? Thêm một hit đánh nữa cơ. Cần một hit nữa nhưng mà Verify quay ngược trở lại và đánh tiếp. Cắn stick lên, ôi cái lên này, nó là cái lên gì thế này? Và Notale ơi, may mắn cho Notale là anh ta có thể đánh cái Miracle. Miracle không chết,
Còn một hit nữa thôi là anh ta sẽ phải lên bảng điểm số. Ba con là gì ba gì con hero. Còn gì cho mình hai hit đánh của một hero thôi là nằm xuống rồi. Cái gì vậy? GS bỏ mạng rồi. Cái này GS, GS là đây này thì anh ta cũng muốn chết lắm rồi. Chính xác. Thôi về cho nhanh. Còn vác đồ lên đánh nhau tiếp. Nhưng mà chủ yếu là Miracle kìa, anh ta chạy bộ về. Nổi. Thà anh ta mình nghĩ là quả đấy chết vì cái trụ bắn ấy thì may ra TP ra cũng thật ok. Thật ra thì ăn một số mạng thôi thì chết ở trên bảng cũng 20 giây, em nghĩ là cũng xem rồi. Về nhà thì mất khoảng 15 giây thôi mà. Dưới này thì sếp, ôi ôi, giờ đánh nhau với Slada không được đâu bạn ơi. Bị trừ giáp rồi, đánh rất là đau. Level 6 rồi. Con Slada là một con hero sau khi được sửa lại nó rất bệnh. Khi solo 1-1. Ở limit thì sao? Arcwooden đang không farm được với Viper, đấy là một cái điều gần như chắc chắn. Anh em nghĩ xem có con gì đi mix lại con Viper này không? Không. Anh nghĩ có con có... gấu, có con Ronrui thì... Ronrui á? Cũng gọi là farm được thôi nhé, chứ farm không gọi là tì thôi. Không tì được con Viper đâu, thật sự xác. Là như vậy. Viper gọi là vua mid mà. Di chuyển ra mid gank, có... Sếp là có phân thân rồi. Có phân bóng rồi. Và đang muốn nhưng mà có sau. Con mắt, có con mắt, có con mắt, nhìn thấy thôi. Nhìn thấy pha di chuyển tới sếp rồi này. Bết đang bết đấy, đang bết hàng đấy. Có GS ở đằng sau lưng, anh ta muốn bết, anh ta di chuyển vào gần con xe để không bị slow tới từ Flux nữa. Bây giờ ulti ra rồi. Một pha bết hơi sâu tới được VR, bây giờ chắc chắn là sẽ phải chết mà thôi. VR chết nhưng vẫn muốn kéo theo, đó là cái mạng của Arcwooden. Nhưng mà lỗ. Mai còn Cho di chuyển tới rồi. Cái mạng đấy anh nghĩ là lỗ, đổi lỗ. Vì không có được EXP. Thật ra thì cũng là ok thôi. Thật ra anh ta vẫn đang là người thắng lane ở cái lane này. Và lấy đi được cả một cái ulti tới được sếp nữa. Trên này thì Miracle vẫn đang farm được, tuy nhiên thì level của anh ta là hơi thấp khi phải đi một cái trip lane. Viper thì đã di chuyển lên top rồi. Lộ rồi, đang định lên top ganh ở 4 ganh ở vị trí của anh chàng, đó là mid one. Và giờ thì sao đây, break rất khó chịu với cái hiệu ứng của Nettotoxin. Pha đó mid one cục thì anh ta sẽ úp lồng mà cảm thấy là không giết được, lùi lại luôn. Vì cái Nettotoxin này không có bát thì không có được đam luôn. No tail bây giờ mà gặp Viper thì thôi. Quỳ Hà vẫn đang muốn đi kiếm cho mình cái mạng nào đó, không muốn từ bỏ khu vực lên top này. Con voi này mà muốn đánh con lại con PA này thì phải có, bắt buộc phải có một cái B nhá. Hoặc là có đi đây rồi. Nhìn được vào nâu theo rồi, nhưng nâu theo đã thu phục được một con sen. Và sẽ là dí theo tới vị trí của RMN mà thôi. Cóc lại là... không? Cóc lại chết rồi, chết sẽ chết là chết rồi. Cóc chúng đi chết. Chết luôn tới từ vị trí của anh chàng nâu theo. Cái con sen tao này chắc cũng sẽ chết. Top săn bị GS cùng với đó là PA ở mid có cho mình một mạng nữa rồi. Vòng top săn tiếp tục chết ở mid và thậm chí Saksa cũng là người phải nằm xuống luôn. PA, Phantom Assassin cùng với đó là Mind Control với một con Slada. Thảm họa đã xảy ra ở khu vực mid trong lúc mà Wiha cũng như là RMD còn đang bận bịu chăm sóc cái con Enchantress này. Chín hai dành cho đội hình bên phía team Nigma, một con PA đang thực sự xanh và chúng ta sẽ chuyển qua xem Network thôi. Đứng đầu đang là ba thành viên của bên phía team Nigma và RMD ở đây thì mình tin là anh ta sẽ không chết, chuyển về được. Không chết, không chết, không chết. Đấy. Nhưng lại có nhìn phải không? Chắc chắn cái về được. Đấy. Thì phải hai con ma thì mới ra. Tầm này thì level của top săn đang là mấy đây? Anh ta đang có cho mình level 7. Thường đến một cái Midas. Chắc chắn phải là Midas rồi. Nếu mà có Midas thì farm cái lượng farm bù rất là lớn. Phaelis Void level 6, PA chưa có cho mình cúp được ra. Đây là thế trận thì đang dành cho chiến Nigma một chút, anh em cũng chưa gọi là thua thiệt thì nhiều đâu. Vì con Arcwooden này mà một khi đã có Midas thì farm bù lại rất là nhanh. Mất cái skill 1 rồi, mất cái sprint rồi, Guardian sprint đã mất. Nhưng mà Mike Control vẫn đang rất tăng cơ. Có chết thêm được. Cả RMD di chuyển ra. Rất là trâu. Có ba ui. Cái gì vậy? 1/3 cây máu của No Tail. Và một hit đánh nữa thôi. Kèm theo một cái skill gì đó nữa được không? Không, No Tail đang hồi máu cực kỳ nhiều. Phân bóng ra, chính xác là phân gấu ra tới vị trí của sếp rồi. Nhưng mà đầu tiên thì đã phải nằm xuống. Wea ở đây, đối chọi với ba con gấu nhưng không quan tâm. Saksa bắt đầu bị dí vào. Ba con gấu này liệu có kết thúc được Wea hay không đây? Anh ta cắn stick lên rồi. Ba con gấu đang rất khỏe. Và Wea sẽ phải chết ở đây thôi. Đó là cái mạng tới từ vị trí của sếp. Mid one có cho mình đó là Rune DD. Battery sau không còn. Và RMN tôi tin cũng sẽ phải nằm lại ở đây thôi. Có nhấc lên.
Mà còn chỗ đã quay trở lại rồi. Double kill dành cho vị trí của Sep. Nhưng bây giờ thì PA lao tới có cúp được ra và mega kill dành cho Miracle. Các bạn lúc đấy thì có con sói bút đam ở gần đấy. Đúng rồi. Cái con gấu, mấy con gấu ấy. Đam lượng đam to. Kèm theo đó là cả Doom và cái Scorch Earth nữa. Chính xác. Không có cơ hội để Nguy Hà được pha vừa rồi. Arcane Ring, đây sẽ là một món item khá là tốt dành cho PA. Và cho con Viper, cho Viper skill. Cũng được. Còn PA sẽ kiếm một item như kiểu cái chổi, ok. Đúng, chổi cũng là một item hay. Thậm chí là Implore. Chính xác. Mà con chổi đang rất xanh đấy. Anh em nhìn xem, PA cứ xanh xanh thật nhưng mà chỉ bằng lượng network của con Panda thôi. Voi thì chênh có 200 tiền, nó không đáng là bao nhiêu cả. Và đang dã vào vị trí mid one này sẽ là nhấc lên rằng mà cần phải có PA nữa thì mới có thể kết thúc được mid one G. Anh ta vẫn đang bị dí vào rồi này. Ở mid thì sao, RMN anh ta cố gắng cóc vào người của Top Sun. Nhưng đây là một pha di chuyển ra mid tới được sắc xa cũng như là cả đầu chưa đều có nữa. Chưa có Doom. Chưa có Doom. Nhưng mà Guia thì sẽ chết thôi, tôi tin là như vậy. Ba có rất nhiều đam. Một đánh cực kỳ đau. Sắc xa cũng đã phải bỏ mạng lại rồi khi lượng đam từ Guia là cực kỳ lớn. Tuy nhiên thì Notale chạy đi đâu đây? Phi vào chết tới từ vị trí mà Miracle và tôi tin là Notale sẽ chết. Sao bỏ con gà về luôn nhỉ? Mai còn Cho có cho mình thêm một mạng nữa. Phải là một pha bait của con của Mid One đấy, em nhìn thấy không? Mua rất là nhiều thời gian. Mid One ở dưới bot thì anh ta an toàn. Không chết, cái quắc của mình. Tiếp tục smoke nhưng thấy mà smoke rồi, thấy smoke rồi. Của bên phía team OG. Và Top Sun có lẽ sẽ là người cần phải thi đấu cẩn thận ở tình huống này. Di chuyển về luôn mà. Anh ta di chuyển về luôn. Đây rồi, thấy rồi. Không thoát được rồi. Không thoát được đi đâu rồi. Viper cũng đã ở sau lưng và GS chỉ cần một động tác nhấp thôi. Thậm chí là không cần đi vào slow cho nó cẩn thận và cướp được đó là một cái con ma. Úp lồng một mình Slada ư. Liệu có là phương án hay hay không đây? Không bắt một phát nào cả. Có thêm cóc vào không giết được Slada mà bị cường lập hai người lại ở đây. Sep anh ta có ulti ra không đây, vẫn đang bị xình xịch. Và Sep cuối cùng cũng tung ra cho mình ulti. RMN có lẽ sẽ là người phải nằm xuống. Nhưng Viper liệu có chết ở đây không đây? Tôi tin là sẽ chết khi bên trong là rất nhiều unit và cố gắng đổi mạng tới từ vị trí của Guia. Nhưng có lẽ sẽ là rất khó. Doom có lẽ sẽ là người phải nằm xuống tại đây. Miracle sẽ diện được sắc xa mà thôi. Unstoppable dành cho Miracle. Guia vẫn chưa chết. Cố gắng slow lại Faded Void. Không bash được nhưng cuối cùng cũng kết thúc được mạng của Guia. Nhưng anh ta đang bị stun lại ở đây rồi. Sep đang bị êm vào khi Sep là mục tiêu dễ thở hơn so với cả anh chàng Mid One. Và Sep sẽ phải lên bảng mà thôi. Dominating dành cho Mike Control. Và đâu theo ở đây thì thôi. GS với một cái pha cướp được cái ultimate của con gấu. Làm gỏi các thành viên bên phía đội hình Team OG luôn. Một đổi ba. Rubik game này rất là hay. Cướp gấu dễ mà. Vì anh em quay trở lại là mất luôn. Mất luôn. Không, chính xác. Đó là một pha một đổi bốn. Khi mà cả Top Sun hay ta là người chết đầu nước luôn. Và có mắt quá lời dành cho bên phía đội hình của Team Nigma. Và giờ họ đang dẫn trước. Đó là 3k network. Top Sun hình như gặp phải đối rồi thì phải. Cả hai game thì hơi thọt. Gặp phải đối à? Phải đối rồi. Vẫn chưa có. Hình như vẫn chưa có Midas thì phải anh em ạ. À có rồi, có rồi. Cuối rồi. Cùng cũng bây giờ sẽ trốn đi farm. Thì sẽ trốn đi farm. Faelish Void đang lên cho mình, đó là gậy xanh. Ồ. Lâu lắm mới phải thấy nhá. Mà lại còn là phớt item cơ. Bây giờ gọi là sửa item rồi. Có nghĩa là đánh để tạo cái khoảng trống cho Arcoden đấy. Anh nghĩ được vậy. Onin và đúng rồi. Arcoden. Chứ Void không chủ động lên đồ đam đâu. Con Void này có gậy xanh thì đi phá combat rất là hay nha. Đúng rồi. Tí nữa anh ta sẽ lấy cái talent. Anh nghĩ nó sẽ Rain, lấy chắc là lấy Rain của Tham Quắc. Ờ, lấy tên của Tham Quắc. Di chuyển vào pha TP tới Miracle. Nhưng Miracle đây là pha di chuyển hay tới từ RMN cũng như là cả Mike Control nữa. PA vẫn chưa lao vào. Anh ta bị đốt rất nhiều máu. Trong khi đó thì Arcoden rất thấp máu rồi. Vẫn đang bị gõ theo. Arcoden đã phải lên bảng. RMN đổi mạng dành cho anh ta. Trong khi đó thì Mike Control tiếp tục dí theo. Mid one slow được vào vị trí của Miracle. Và Mike Control sẽ hơi khó để chạy được tình huống này. Nhưng mà anh ta quá tăng với cái Vladimir và hai cái Bracer. Miracle đang bị slow đấy. Nhưng câu chuyện là họ có hoàn toàn những cái tầm nhìn tới từ các thành viên của OG. Nigma sẽ dí theo mà thôi. Hai hit nữa mới có thể bắt được. Và Mike Control anh ta bị đuổi về rồi. Mở gấu ra. Và Mike Control liệu có chạy được hay không đây. RMN cần một pha cóc tốt. Trong khi đó thì có thêm cái bãi độc tới từ vị trí của anh chàng Guia nữa. Và giờ thì Doom thẳng vào một con Slada.
Sla không làm gì được, nhưng mà lồng đôi có cả Rubik cũng như là Viper và cả PA nữa, vẫn chưa kết thúc được Sada. Sada không chết, Saksa phải nằm xuống. Midone bây giờ bị focus ngược lại, và Midone anh ta cần phải walk đi, nhưng vấn đề là Guia vẫn đang bắn theo, và Midone rất có thể sẽ là người phải bỏ mạng lại tại đây. Anh ta cố gắng can stick lên, và Midone sẽ phải chết ở đây, kèm theo đó là một con gấu nữa, Sep cũng phải nằm xuống. Tuy nhiên cái mạng của RMN chẳng có ý nghĩa gì cả, khi mà Nothel cũng sẽ bị dí theo tới từ một con ma ở đây chăng. Không, may mắn cho anh ta là anh ta về được. Mình nghĩ là một pha combat rất là lỗ vị trí của team OG. Một cái lồng không giết được ai cả. Anh ta không có đam, anh ta lên đồ rất là kiểu không có tí đam nào luôn, cũng không có tốc đánh. Không có một chút tốc đánh nào cả, và nhìn đi một con Slada trong pha combat vừa rồi, nó câu quá nhiều thời gian, thậm chí là Rubik trong pha combat vừa rồi, anh ta còn là nguồn đam chính luôn. Đúng rồi. 4 lần tung phết bôn và một cái sử dụng Primal Split của con gấu. Đánh quá hay tới từ anh chàng GS. Voi lên gậy xanh thì lấy đâu ra đam? Voi sẽ không có đam tay đâu. Đang không hiểu là nếu mà cái con Slada này mà nó mà ui, GS nhìn anh ta có hết, anh ta chạy kìa. Phù thủy Harry Potter dã man luôn đấy. Muốn ăn bằng được cái trụ này và Guia đã được rồi. Kèm theo đó là cả cái con bóng của Top Sun luôn. Tiền về tay GS, vẫn là GS luôn đấy. Thề đánh kinh dã man. 1700 tiền rồi, con Roshan này thuộc hoàn toàn với các thành viên của Nick 3. Để cho Slada cầm ấy git luôn cho nó tín nhá. Cảm thấy anh ta khỏe quá rồi. Anh ta câu được rất là lượng đam rất là lớn. Bây giờ chỉ con Slada này chỉ đánh ở frontline thôi mà. Còn Miracle cứ thấy con nào mà bị trừ Amo ấy thì là lao vào, lao vào. Lao vào như một thằng bất trí luôn. Midone lên gậy xanh trong trận đấu này à? Hơi sai nhỉ? Cảm giác yếu, kiểu bị yếu ấy. Ừ, anh cũng thấy vậy. Nhưng mà lên kiểu như để phá combat thôi thì phải. Phá combat có chắc là hay đây. Michael thấy được Midone rồi. Trừ giáp nhưng mà đã bị slow lại tới từ cái Enchant, cực kỳ khó chịu. Chưa có Blink Dagger và Midone anh ta sẽ có thể walk về được thôi. Quy Hà xuống rồi. Có cóc luôn này nha. Húc trúng vào người của Saksa, trừ giáp và đánh tiếp chăng. Có bỏ đi phá đi được cái cóc nhưng mà Amdan thì đang phải chạy. Top Sun di chuyển xuống với một con bóng của mình, tuy nhiên Michael chạy với tốc độ của một ông viên kinh rồi. Quả đấy là hút là muốn hút vào con à, có mắt thì chắc là hút vào Doom anh em ạ. Nhưng mà có một con mắt dưới kia rồi, mình tưởng có mắt muốn hút vào Doom để ăn được Doom, nhưng rồi mà Void anh ta đã hỗ trợ rất là nhanh cho người đồng đội của mình. Không phải là hút Void đâu anh em ạ, hút Doom đấy. Có mắt nên là chắc chắn là pha đấy họ biết là họ cũng bắt được con Void. Chứ chưa mà chơi con Clock này mà hút con Void thì hơi sai, thì con nó hoàn toàn có thể quắc ra cách dễ dàng mà. Có mắt anh em để ý xem kia có mắt thì kìa. Có vài con mắt ở đây. Hút Doom. Đúng Doom trong pha đó, tại vì họ biết là nếu mà cái pha ganh này họ không bắt được Void thì họ sẽ phải bắt Doom. Đấy là điều chắc chắn. Vì lượng mắt của bên phía team OG là rất nhiều và nhấc Top Sun lên. Tôi tin là anh ta sẽ phải chết. Cố gắng TP về ư, có cái lồng này nhưng mà lượng đam. Ôi lượng đam nó là đủ và Guia kết thúc đi mạng của Top Sun rồi. Cướp lại được một cái lồng, chặn hai người trong lồng luôn. Giờ sẽ là thảm họa từ bên phía Nick 3. Amdan không có một chút nào cả, không có một tí đam nào luôn, và Saksa cố gắng là phải Doom vào con Slada này, nhưng mà Saksa thì đã lên bảng điểm số rồi. Con Slada này có Aegis ở Immortal và RMN thì vẫn đang càn quấy quá khó chịu ở bên trong. Anh ta có thể sẽ là người bỏ mạng, nhưng mà để làm gì, Midone phải bỏ trốn rồi. Trong khi đó thì Sep anh ta sẽ hiện hình ở đây thôi, tôi tin là như vậy. Lại bị cướp sẽ phải hiện hình và bị cướp con gấu này. Ừ, bị cướp gấu là điều chắc chắn rằng không bị cướp gấu nhưng cũng sẽ phải nằm xuống và muốn đó giữ cái lồng. Sep lên bảng điểm số. Đánh hay quá tới từ bên phía của Nick mà. GS có là GS Blink ra khỏi cái lồng nhá. Né dã man. Đánh kinh ấy nhở. Blink ra cướp lồng, lồng 2. Ui. Tín. Tín thật sự đấy. Pha đấy anh ta bắt buộc phải đu vào con Slada anh em ạ. Không thôi thì để con Slada quấy thì cũng thua combat à. Chả lẽ bây giờ tôi không anti Nick ma nữa. Hay thế nhở, kiểu đánh hay ấy. Hay thôi. Hay là không có Kuroki gì hết mới được đánh hay như thế nhở. Cảm giác là thế. Chứ nếu mình được đánh Kuroki kinh dã man ạ. Gì hết không được đánh hay như thế đâu anh em ạ. Hay là thôi không anti Nick Ma nữa nhở. Vâng, ở đâu đó thì GS đó là một pha kết hợp của những người đồng đội của mình có cho mình cái bạn của Nothel. Quả này đang rình dập ganh vào Top Sun này, có con mắt ở trên ngay dưới chân rồi.
sẽ là hook shot, tôi tin sẽ là một hook shot. Anh nghĩ sẽ chết. Đây rồi, đang di chuyển đến high ground. 4 người vào đây. Ui, một hit duy nhất và đó là cái sự biến mất từ anh chàng top sun, mất cả bóng luôn, trong khi đó mid one xuất hiện để làm gì đây? Anh ta bị cướp cho mình cái time dilation rồi. Giờ sẽ là phi vào cho DPA chăng? Có gậy xanh rồi nhưng mà để làm gì? Vẫn đang cố gắng bắn theo, quắc về để làm gì đây? Khi cooldown xong skill sẽ là lao thẳng vào thôi. Bị nhấc lên rồi, sẽ là cái chết, một hit crit từ Miracle. Anh vẫn không hiểu mid one lên gậy xanh để làm gì đây? Thôi xong rồi, Saksa ơi là Saksa ơi. Cái chết rồi. Time dilation. Knock một kill để Miracle. Một con PA quá xanh ở thời điểm phút thứ 21. Đề xô chống bao truy. Cầm 1.600 tiền trong người. Tiếp theo sẽ hướng đến một cái BKB, tôi tin là như vậy. Lên thẳng một KB luôn. Tăng xanh quá. Vâng, lên gậy xanh để có cái aura ở dưới chân cho đẹp với anh. Đấy, trông cho kiểu giống Dota 1 ấy. Khá là khó hiểu chỉ của Mikwan. Fit bóng à? Thêm một con bóng nữa dành cho Miracle, cơm thêm rồi. Con bóng này cũng rất là nhiều tiền chứ không ít đâu. 180 gold với cái lượng XP cũng lớn. Sếp cố gắng mở ulti ra để làm gì ai đây? Mai Control bị focus vào. Ô, lần này thì là rất nhiều đam này. Và Mai Control sẽ phải lên bảng đếm số thôi. Một mạng bỏ lại. Tuy nhiên các thành viên khác đã lùi về rồi. Sao nhìn con voi giống cái tấu hài thế nhở? Nó cứ quắc 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 thế anh em ạ. Nhìn tấu hài dã man. Có cóc vào và tôi tin là Doom sẽ chết. Không kịp làm gì cả. Miracle bắt đầu bị focus vào. Miracle cooldown cho mình. Đó là cái nhảy rồi. Nhưng mà lượng máu của anh ta còn lại là rất nhiều. Không còn Slada để hỗ trợ anh ta nữa. Nhưng lượng đam ở đâu? Lượng đam ở đâu? Cái lồng đôi tới từ vị trí của GS. Và nhìn đi, PA anh ta vẫn có thể điêu được đam. Anh ta lao vào chém chết cả mid one rồi. Mất đi cho mình cái mạng nhưng top sun cũng sẽ phải chết. Tôi tin là như thế. Mega kill dành cho GS. Top sun có cho mình double kill nhưng mà để làm gì đây? Đâu theo liệu có chạy được hay không đây? Doom phải Doom vào Rubik. Và bây giờ thì liệu có cứu được cho Rubik hay không? Dày giải tới Duya và Rubik thì cũng sẽ chết thôi. Sắp xa liệu có là người phải nằm xuống không? Bỏ mạng hay không đây? Rubik vẫn đang cố gắng bỏ chạy và anh ta đã phải nằm xuống rồi. Sắc xa cũng chết luôn. Cắn stick lên tới Duya bị làm chậm lại rồi. Viper Strike kèm theo đó là cái break. Team ngoài Slada đang lao lên thế kia. Xong thì... rồi. Một hit thôi. Chỉ cần một hit đánh trúng thôi. Câu giờ được chút thôi vẫn chết thôi anh em ạ. Ui rồi ôi. Team ngoài dành cho thành viên của phía Team Nick mà. À, cuối cùng thì như anh nói đấy, Doom cuối cùng cũng đu được Rubik rồi. Nhìn con voi tấu hài mà. Lồng lồng đẹp thật đấy nhưng mà để làm gì không có đam. Lồng đẹp sau đó bị Rubik cướp lồng và lồng đôi. GS đánh bá cháy thật sự. Thật ra player duy nhất mà tôi thích ở Team Liquid có lẽ là GS. Vẫn là GS từ trước đến giờ. Nhìn cách anh ta đánh vẫn là bánh cuốn. Nhìn có Rubik kìa, dầu gần bằng Aquadon luôn. Aquadon có Midas nhá, dầu gần bằng luôn. Dầu bằng voi luôn. Dầu gần sát với cả một con voi luôn. Một con carry. PA có đề xô rồi thì động nhẹ và ai cũng chết thôi. Lên theo đường búp tới từ Weha rồi. Cái đường mà anh ta sẽ lên solo Crest nữa. Nhìn thấy được Mid One đây rồi. Sẽ là lao vào rồi. Đã dùng Wack rồi thì là chết chứ còn gì nữa. Không còn cửa sống, cóc trúng vào người của đó là Sếp rồi. Sếp sẽ phải sử dụng cho mình đó là cái ulti chăng? Có dùng được hay không thì là câu chuyện tôi không biết. Và Sếp chắc chắn cũng sẽ phải chết ở đây. Anh em để ý xem, Mid One thậm chí còn không lấy talent của Wack xa cơ. Rất là khó hiểu. Lấy lock đam, có đam, có tốc đánh đâu. Không, người ta thì cũng đúng khi mà trong Wack vào thì có đam đúng không? Wack vào thì bass thì có đam. Nhưng mà không biết có đam hay không nhưng rồi từ từ đã nào ở đây thì GS định solo kill no tail à. Xong rồi đấy. 3 hit tới Miracle. Anh ta lấy talent. Hình như anh nhớ không nhầm là không có đam đâu thì phải. Tham Wack có à? Nhưng mà lúc ấy thấy nó là tham lock đam. Nhưng mà thấy lúc ấy thấy Wack Wack vào người người có mất đam đâu, có mất người đã... Ý anh là có mất đam vào PA đâu. Thì PA có thể né được mà. PA là con hero có evasion. Hiểu, khó hiểu vãi ạ. Có lẽ là test anh em ạ. Chồng nếu mà anh ta lấy cái quắc xa hoàn toàn chạy về mà. Anh ta chạy xa được, anh ta có thể săn nhiều mục tiêu hơn. Đấy. Nhưng mà quả này đúng là khó tải thật. Đây rồi. Đây em xin xem quắc có mất đam nhá, để xem nhá. Chắc chắn là có. Nó đánh được thêm một hit bash nhưng mà bây giờ thì Mid One. Ôi rồi ôi, một hit crit và đó là cái chết dành cho anh chàng Mid One. Carry đã chết rồi, off lên lao vào làm gì, bên ngoài thì sao? Đó là cái mạng của Top Sun. Top Sun di chuyển một cách cực kỳ khó hiểu. Và No Tail khi mà Miracle sống lại cũng sẽ chết thôi. Họ muốn focus vào Sep trước đó đã. Và Sep chết rồi. Vẫn chặn rồi.
vỡ trận thực sự rồi. 40-16. GS ở trong này vẫn muốn bắt vào vị trí của đó là No-Tail. No-Tail thì tôi tin là anh ta sẽ chết. Xem sao là còn có một cả crit. Xem sao duy nhất. Có cả crit nữa. Vâng, có vẻ là cái thì... có vẻ là chiến dịch cài cắm gọi là Agent M của Team Secret vẫn đang gọi là phát huy hiệu quả. Thì toàn đánh như này thì... Điệp viên M đánh đúng phong độ còn gì nữa, thua rồi còn gì đây. Điệp viên M. Hôm qua anh đánh bay em nhá, nhưng mà không hiểu tại sao hôm nay. Em bảo rồi, điệp viên M cứ đúng thời điểm là phải diễn. Anh hiểu không? Aman. Pha đó thì thật sự người mà mình nghĩ là khó hiểu nhất thì lại không phải là Mid One mà là Top Sun. Người ta xuất hiện ở một cái vị trí không thể xấu hơn được. Top Sun hôm nay đánh hơi tệ. Radiant's top tower is under attack. Nhưng mà người đánh hay tới bên phía Enigma chắc chắn là RMN và GS nhá. Ở đây tiếp tục bắt đầu người của Top Sun rồi. Cái này đánh kiểu gì nữa, xong GG luôn nhỉ? Xong GG nhỉ? Bây giờ đánh gì nhỉ? Đánh kiểu gì? 17 sinh 17k bây giờ nó ném ra và tự nhiên chết luôn đấy. Bây giờ support của team Enigma họ còn đánh pro hơn cả carry, bên phía team OG thì đánh cái gì? Thiếu kém có 900 gold thôi mà. Anh em nhìn cái đội của Network kìa. Một con Rubik Network hơn một con Paylet Void và một con offlane của đối phương. Tiệm cận với cả một con Arc Warden. Chỉ thua có 700 tiền thôi. Và đây hãy nhớ đây là một con Arc Warden và một con Brewmaster có Midas. Trên này thì bắt được vào Mid One. Walk đi. Toác, mình nghĩ là vẫn toác. Thôi xong rồi. Thế này là cái chết rồi đấy. Walk về này nhưng để mà ôi rồi ôi. May cho anh ta còn TP về được. Nhưng mà mất lồng. Giống tấu hài nhở, giống tấu hài dã man đấy. Miracle đã có cho mình Kill Negate rồi. Một cái cheese là như Uiha. Vâng, 900 bạn đang xem, anh em hãy để lại cho mình một like và một chia sẻ nha. Trận đấu sau cũng là một trận đấu hấp dẫn và anh em đừng bỏ quên trận đấu sau nha. Bọn mình cũng sẽ từng vào trực tiếp rồi. Trận đấu sau thì mình cũng sẽ trực tiếp, nhưng mà trận đấu này thì chắc là 2-0 rồi. Trận đấu này thì khả năng cao là 2-0 rồi. Nổi lên đồ khá là khó hiểu vị trí của Mid One. Sáng xa thì cố gắng đi chặn creep thôi. Delay cái lượng push đi một chút. Dire's top tower has fallen. Nhìn cái đồ của PA thì đánh đấm cái gì nữa anh em. Ngoài lề một chút thì Bích Phương mới post ảnh trên Instagram anh em ạ. Nhớ vào like anh em nhé. Xinh dã man. Miracle mất đi khá nhiều máu rồi nhưng anh ta có cho mình. Đó là cái mạng của No-Tail ngay lập tức rồi. Miracle bật Sazanic lên, quay lại cường skill với cả đối phương luôn. Lao vào chém vào vị trí con bóng của Top Sun để lấy máu. Và bây giờ thì anh ta có hồi được máu không đây? Miracle sẽ mất cho mình, đó là khiến anh hit thôi, tôi tin là như thế. Nhưng bây giờ thì bị mất. RMN vẫn đang gây quá nhiều sự khó chịu. Anh ta cũng chưa phải nằm xuống luôn. Và giờ thì mới nằm xuống trong tay của Top Sun. Bị Doom tới từ PA rồi. Một cái Lotus là không kịp tới từ vị trí của support bên phía team Enigma. Bây giờ thì walk ngược ra, nhấc được vào vị trí của anh chàng Sep rồi. Mid One có đấm được thêm không đây? Sắp hết thời gian của đó là Doom. Và giờ thì Miracle vẫn chạy đi được. Wiga có cho mình loại monster kill rồi, đuổi. Và bây giờ thì đuổi làm cái gì đây? Miracle anh ta cooldown xong skill rồi này. Sẽ là cái chết dành cho Amman đây. Nhìn tấu hài dã man. Thôi xong rồi. Sep lên bảng điểm số. Kèm theo đó sẽ là cả No-Tail và Saksa. Walk vào. Đối phương bật chi lên. Và tôi nghĩ đây là GG. Ôi mẹ ơi. Con voi cái gì đây? Chú voi đón ở bản đôn à? Đây chắc chắn là chú voi ở bản đôn rồi, chứ không thể nào mà chú voi ở competitive được. Chịu anh em ạ. Quá nhìn hay con voi, nhìn con voi tôi chỉ cười trong lòng, cười trừ thôi. Trận quá hay của GS cùng những người đồng đội của mình rồi, tôi tin là như vậy. Em ơi voi giết hết nhá, nhìn con voi thế thì đánh voi này gì? Thì thôi chịu. Chắc đây, Sumail đang voi... nhìn và cười, cười trừ. Anh có xem Sego không? Vì for sát. Nhưng mà anh có xem Sego không? Anh xem. Đây chắc chắn là Dev Nguyễn. Đây chắc chắn là Dev Nguyễn chứ không thể nào là Paylet Void được. Top Sun và người đồng đội của mình lao ra để xin chết. Mặc dù đó chỉ là cái bóng của Top Sun thôi, nhưng trận đấu này thì có lẽ đã được định đoạt rồi. Anh em ơi, GS làm hết nhưng mà con voi cũng làm một nửa rồi.
biết là GS làm hết nhưng mà Void làm một nửa. Vâng, một con Void không thể nào mà yếu hơn được trận đấu này. Double kill cho Miracle và cướp được 3 lần mà. 3 lần cướp được cho mình, đó là Chronosphere. Và GG